Một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái vừa lặn biển xong, lên thuyền khóc thét thất thanh đã thu hút sự đông đảo chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người hoang mang không biết ở dưới cô nàng đã đạp trúng gì mà lại khóc thành tiếng như thế. Theo đó, nhóm du khách trên đã cùng nhau thực hiện một tour lặn biển. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao cô nàng này lại đạp trúng một sinh vật lạ. Nhân viên trên tàu đã sơ cứu bằng cách lấy dép đập thật mạnh vào bàn chân của cô nàng này, mặc cho nạn nhân la hét thất thanh. Bên dưới phần bình luận, chủ nhân của đoạn clip đã tiết lộ hình thù của con vật mà cô gái này đạp phải. Hóa ra đó chính là con nhím biển. Theo đó, nhím biển hay còn gọi là cầu gai, nhím biển. Loài động vật này có tên khoa học là Chiconoidea, tên gọi chung của một lớp thuộc ngành động vật da gai, sinh sống ở các đại dương. Lớp gai nhọn chính là thứ vũ khí tự vệ của chúng. Nhím biển hầu như có quanh năm và mùa hè cũng được xem là mùa sinh sản của loài động vật này. Mùa hè đã sắp đến, dân tình lúc này cũng đã tính toán xem khi nào sẽ bắt đầu đi du lịch để giải tỏa căng thẳng sau bao ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Và dĩ nhiên, tắm biển vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình và các bạn trẻ. Thế nhưng, biển cả luôn ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm rình rập, nên mọi người đi du lịch biển thì nhớ cẩn thận nha.